Chúng tôi đến từ Tổ Sơn, vì thế tên nhóm của chúng tôi là Sắc Màu. Đó là lời giải thích của anh trưởng nhóm về nguồn gốc cái tên của mình đi ạ. Và với tiết mục của nhóm Sắc Màu đó là tiết mục dự thi Câu Chuyện Đầu Năm của nhạc sĩ Trần Tử Thiên. Xin mời quý vị cùng hướng mắt lên sân khấu. Có biết không, hôm nay là Giáng sinh rồi đó. Mà Giáng sinh thì chúng ta sẽ biết được có những cơn gió se lạnh và báo cho chúng ta biết một mùa xuân đã đến. Mùa xuân đã đến sẽ cho chúng ta biết được những gì, những câu chuyện vào đầu năm vô cùng lý thú. Và câu chuyện đầu năm đó do nhóm Sắc Màu của chúng mình diễn và kể lời cho các bạn nghe vào ngày đêm nay. Minh à, Tèo ơi Tèo, con đâu rồi con? Dạ con ở Tế ơi. Chuẩn bị quần áo đàng hoàng, khăn đóng áo dài nha, chút xíu nữa là Tía cúng giao thừa xong là con với lại Tía là phải đi á, là đi hái lộc đầu năm nghe không? Thiệt tình, sao chỗ tao cúng mày đi đâu lộn xộn vậy, xích ra coi. Thiệt tình, thằng dung chi. Trời ơi, cũng đứng đây nữa à, cản án hoài sao cúng được tao lại mày luôn à, Minh Tèo à. Sao lại bên kia, không có đem lại nữa Tía. Thì ông bà ta nói á, cúng giao thừa á là phải lại cho đúng theo phong tục của ông bà mình là bốn phương tám hướng, con nhớ không? Dạ. Rồi xích qua đây dừng cái coi, con né hoài lại không được gì hết trơn á. Trời, cũng đứng nữa à, tao vừa quay hướng này mày cũng quay theo tao nữa, xích qua anh đi. Người gì đâu kêu ta đã rồi, đuổi ta đi. Minh à, Tèo ơi, bữa nay á là mùng mấy Tết rồi con? Bữa nay hả Tế? Yeah. Nay mùng mấy thế? Bữa nay là 30 nè. Thịt heo kho trứng vịt rồi chưa? Dưa chua dưa kiệu rồi chưa? Rồi cái nồi bánh tét bánh ít á, nói có làm rồi chưa? Có tét hả Tế? Ê, có mùi gì thơm thơm rồi kìa, kiếm vô. Tuyệt tình, bởi vì nói cái cảnh á là gà trống nuôi con mấy chục năm nay á, quá trời khổ rồi. Năm nay nhất định là phải cưới vợ trong này mới được. Rồi mấy đòn? Hai đòn Tía ơi. Bởi vậy nói tệ gì mà tệ hết sức rồi. Cơm cũng khét, cá cũng khét, mà giờ tới bánh tét cũng khét nữa. Bà con coi khổ không? Bây giờ á là hai tí con mình đi hái lộc đầu năm ha. Mà năm nay là tuổi con gì vậy con? Năm nay hả Tía? Tuổi con chuột đúng không Tía? Đúng rồi, để Tía coi coi. Tuổi con chuột á là các cái công ty doanh nghiệp người ta làm ăn khấm khá lắm á và vững mạnh nữa. Còn nói về các anh em, các học sinh á thì sẽ là thi đâu đổ đó. Còn nói về nông dân con biết không? Nông dân hả Tía? À, không Tía ơi. Tệ nữa, đúng là dân đậu thiệt tình. Nông dân á là người ta là lúa thu chúng á đầy bồ. Còn giờ cái Tía con mình lận đận mấy chục năm nay rồi chưa có ai mà để biết đốt hết trơn á. Thôi Tía con mình đi lại hái lộc đầu năm đặng kiếm vợ luôn nè. Đi chùa hả Tía? Đi chùa đi con. Đừng lái xe chở. Thôi. Bây giờ Tía nói con nghe nè. Bây giờ tai nạn giao thông nguy hiểm lắm. Thằng nhất là mấy cái lễ lộc đầu năm này nè. Thôi Tía con mình tản bộ đi ha. Tản bộ nó ngộ hơn đi xe. Nếu khi nào mình gặp được cô nào ngộ ngộ á, ra viên Tía cưới cho con luôn. Đi được Tía, nghe nó giỡn rồi, luôn. Rồi, bắt đầu mình đi nè nha. Mày chở sưng quá. Vui vui, ôm mọi người chẳng còn vui. Và hãy cười thật tươi, và hãy cười thật tươi. Chúc mừng năm mới.
rồi. À, bữa nay chợ Tết đông vui quá, bây giờ mình đi chùa mà kiếm chỗ em bé băng bông cũng ra nữa, con nhìn coi có ai băng bông không? Có chị nghèo bớ chú ơi. Bông đâu rồi? Hoa cây tiết. Đâu? Có ai nghe ai gáo gì đâu quá. Nghe cây tiết. Ơi! Bởi vậy băng bông có qua không lẽ là gáo nhịp chân á? Chắc quá thật thà quá, con ở đâu đây? Dạ con ở miền Tây chú. Ở miền Tây hả? Ở miền Tây mà con ở xa hay gần nè? Ở xa lắm chú ơi. Xa là ở đâu, nói ai chú nghe coi. Ở Sa Đéc. Ôi Sa Đéc. Chú nhớ là Sa Đéc cả nhà chú cũng biết chút đỉnh miền Tây á. Chú ở miền Đông mà chú biết chút đỉnh miền Tây. Sa Đéc chú nghe nói có cái làng gì con? Làng Sen đó. Ờ cái làng Sen. Làng Sen có mấy câu thơ mà từ cái bằng ai ai cũng biết hết trơn á. Con biết không? Con dạ đặt biết. Cho chú nghe đi, chú liền xì nè. Chú là khắp 10 đẹp nhất bông sen Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ. Trời ơi, câu này mà con không biết nữa, chết luôn. Rồi bây giờ chú đố tiếp cho con nè. Bây giờ hai đứa nha, đứa nào nói giỏi chú thưởng nè. Bây giờ khắp 10 có rất là nhiều câu ca dao nói về sen nữa. Câu thứ nhì đứa nào nói được chú thưởng nè. Con đó. Hồi nãy thằng này nói rồi, giờ tới thằng này đi. Con đó. Ừ. Trong đầm gì đẹp bằng sen. Hay. Lá xanh bông trắng lại chen nhì vàng. Giỏi. Nhì vàng bông trắng lá xanh. Hay. Gần bùng mà trắng hôi tanh mùi bùn. Hay. Quá hay. Rồi giờ á, bé này chú liền xì, thằng này chút phải dẫn đi cưới vợ luôn nha. Thôi tiếc, có tiếc. Có chứ. Thôi giờ nó giọng nó do, giờ mình mua bó bông đi cúng chùa nè. Bông đi chú ơi. Bông à, con nãy con rau sao 70 ngàn bó bông hả? 40 rồi chú ơi. 40 có tiền mua chứ 70 ngàn là chú không mua đâu nha. 40 giờ con lấy cho chú bó bông đặc biệt đi. Yeah. Lấy đi con mình. Tao. Ơi. Thôi. Để nói chú 10 ngàn. Đúng rồi, phải nói tiền chứ. 10 ngàn chứ. Rồi thôi mình đi nha. Khoan khoan chú ơi. Gì nữa vậy? 10 ngàn bỏ túi làm chi, mua tờ giấy số. Nè, mua tờ giấy số nè. Mất luôn 10 ngàn. Trời ơi. Ơi, bởi vậy dân miền Tây mình chắc quá thật thà ghê vậy đó. Nói 10 ngàn bỏ túi làm chi, mua tờ giấy số. Thiệt, coi chừng dám mất luôn 10 ngàn rồi nha. Thôi, bao qua đó rồi, đi chùa con. Dạ. Bói đây, bói đây, bói đây. Trời ơi, từ 30 Tết tới mùng 1. Sao mà nó ới ơi là nó ới. Không có con ma nào mà ghé xem bói. Bói đây, bói đây, bói quẻ đầu năm đây. Thôi, coi trời cúng chùa rồi, giờ mình còn gì nữa không con? Cậu bói tía. À, cậu bói đi. Kiếm này bói đi tía. Đúng rồi. Bói bói đây. Xem bói xem bói đây. Nghe ra lăng lẳng tới bên lỗ tai mà không biết gần hay xa. Xem bói xem bói đây. Gần hay xa. Đây là tiếc ơi. Bởi vậy hình như thầy là tiếc. Hình như thầy nào không thấy đường hay gì. Xem bói xem bói đây. Dạ. Dạ con chờ thầy. Thầy ơi. Đàn ông hay đàn bà đấy. Ừ thầy thì gỡ cái đầu con này biết đàn ông hay đàn bà liền nè. Đó với lại cái này nè. Đàn gì? Già. Già, già. Đàn ông mà già. Bữa nay rồi bây giờ đầu năm nè. Đầu năm con chúc thầy nha, sức khỏe dồi dào, thân hình ốm, thân hình khỏe mạnh. Cảm ơn em. Trời ơi, chơi tôi có gầy rồi tôi còn cảm ơn. Cảm ơn nhiều. Dạ. Hôm nay dạ em đến đây em xem gì à? Dạ bây giờ trước thì em xem gia đạo của gia đình đi, sau coi tình duyên hai đứa. Bây giờ em coi gia đạo trước đúng không? Dạ dạ dạ. Rồi dạ. Bây giờ em khấn đi, em khấn nguyện, em khấn em gái, lắc xăm. Dạ 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 dạ. Thầy ơi lắc xăm có giấy không thầy? Thẳng đi. Rồi bây giờ thẳng nha. Trên thiên dưới địa, chính giữa là ta lắc cây sông nào dạ, mà hấp dẫn. Quá trời rồi tí ơi. Thầy ơi, có sao không thầy? Không có sao, em cứ bóc một cây sâm nào đi. Dạ. Em bóc đi. Bóc ở ngoài ở trong thầy? Bóc ngoài á. Dạ, bóc ngoài. Dạ, thầy. Dạ. Theo quẻ sâm này, nói về cái quẻ sâm này á, dạ sâm 35. Dạ. 35. 35. Tốt tháng 6 thầy. Quẻ sâm này coi về gia đạo. Dạ. Năm nay
em làm đâu được đó, làm đâu thắng đó, có tài có lộc, đó, trồng lúa ăn lúa, trồng quả ăn quả, đúng 100%, đúng không em? Lát đặt tiền thưởng cao cao giùm, dạ, đúng là thưởng. Rồi, cái quẻ xăm này 35, năm nay em coi về phần gia đạo luôn không? Dạ có phần gia đạo rồi tình duyên luôn đó. Dạ tình duyên luôn. Bây giờ thầy nói qua bên cái thói tình duyên là quẻ xăm 35. Thầy ơi, thầy giờ khoan nha. Bây giờ coi tình duyên ở đây hai đứa muốn coi lượt luôn. Bây giờ em thì quá vợ mấy chục năm rồi cũng buồn. Còn cái đằng này nó ba mấy tuổi rồi nó ế vợ. Bây giờ thầy coi hai đứa nào có vợ trước thầy. Theo xăm này cho biết. Để thầy chờ em. Rồi chỗ nào thầy? Đốt tay nè. Thờ quẻ xăm 35 là đúng quá quý vị. Con dê. Ông dê nhiều lắm, có vợ trước. Có vợ trước ông sanh ra thằng này đây. Trời ơi. Hay quá thầy ơi. Thầy ơi là thầy nói không sai một chỗ nào, y gan như là cái nhóm mà sắc màu của mình vậy đó. Thầy hay quá. Cảm ơn em nhiều. Thôi giờ đầu năm chúc thầy nha. May mắn nè. Coi bói được nhiều quẻ nha, cảm ơn thầy. Cảm ơn em. Đi con. Em. Dạ, sao nữa thầy? Đầu năm đầu tháng đặt tiền quẻ thầy. Trời em ơi, bởi vì nãy em kiếm cái dĩa mà không có, thầy có để cái dĩa đâu. Em ơi, đầu năm mà xuân đến, thầy giờ có dòng xài dĩa, xài này nè quý vị. Được Tết nhất mà nhiều. Đúng không quý vị? Cho đàn bắt tay kìa. Đúng cho đàn bắt tay quý vị ơi. Trời ơi, thầy ơi, thầy thông cảm nha. Thường đi lên mấy ông thầy ghé cái dĩa đâu mà ông thầy cho nguyên một cái mâm khổng lồ gì không biết để bao nhiêu lúa cho nó đủ nữa. Chết con chẳng này thầy ơi. Thôi thầy lấy nhiều đỡ. Thầy lấy đỡ 2.000 bạc nha. 500 khỏi trả giá. Mên móc tiền con. Dạ. Rồi giờ khô hỏng con 500. Cảm ơn thầy à. Cảm ơn nhiều. Rồi chúc thầy may mắn rồi, nha. Sức khỏe dồi dào bình an. Ok. Con chào thầy à. Chào thầy. Bây giờ đi đâu nữa? Xuân này còn đông quá thế ha. Hôm nay hôm nay. Mùa xuân. Để dành tư vấn đầu năm ơi. Nhà mình còn thiếu gì đây với đây. Bây giờ ở nhà mình á. Bởi đây với đây bà con cô bác cái gì cũng có đủ hết trơn rồi. Nhà cửa sân hết hết rồi. Bây giờ còn thiếu một cặp liễn treo cho vui nhà vui cửa bao nhà cất à. Để dành tư vấn đầu năm ơi. Cái cây cất được khoát không? Không thế ơi. Mời em xem đón năm nay viên nợ thế nào. Ông được khoát ông ta. Ông ở đâu ta? Được xây đường gặp chồng gì có ơn. Được khoát thế ơi. Dạ chào thầy à. Chào chú. Ôi thầy ơi. Mười đứa con sáp em đây. Thầy chào chú. Thầy khỏe không thầy? Dạ khỏe nè. Thầy mà không khỏe không biết ai khỏe nữa. Nướng thầy cỡ này mà thầy nói thầy không khỏe là chết luôn á. Con khỏe như trâu chú ơi. Dạ đỡ nhẹ hơn trâu chút xíu. Hơn trâu 300 với thầy chắc cũng cỡ 200 hơn à. Bây giờ là nhà cửa thì coi như là cái gì cũng có đủ hết trơn rồi thầy. Dạ. Mà có cặp liễn bây giờ thầy viết cho đó trước đi. Thầy viết con đi thầy. Viết cho là trước rồi chú. Viết cho đó trước đi. Thầy muốn viết gì vậy? Viết cho con người cha mẹ đi thầy. Cha mẹ. Đây thầy viết cho em. Bỏ tiền hai câu này như vậy. Đồ năm hoa lá. Kìa em biết qua ta đi qua mấy con. Kìa con có biết không? Em xem đó. Năm rồi đó nha. Cái giải SEA Games á. Giải SEA Games á. Cái này mình gửi được hai giải luôn đó con. Hai giải rất là đặc biệt. Lọc lớn lên đây rồi cái huy chương vàng. Nam cũng lấy được cái huy chương vàng, con biết không? Đời bảo tố. Ừ, phải biết chứ. Để cho con mãi mãi bình yên. Hay, cái đó để dành. Hay quá thầy à. Hay à, cái này về con tặng cho. Với đây, với đây, với đây. Tía này, tía vui lắm. Với đây, với đây, với đây. Rồi, con sức khỏe đầu năm, sức khỏe đầu năm đây. Thầy ơi, tốt khuyên em đi thầy. Chào chú. Nói về quá vợ quá lâu rồi, nói câu vợ chồng cho nó hấp dẫn, đừng cho nó nóng lên chút xíu coi. Dạ, để con viết về chú câu vợ chồng cho chú. Dạ. Vợ chồng nghĩa nặng tình sâu, thương nhau đến lúc bạc đầu còn thương. Con bấm cho em đi con. Chú ơi, con gửi chú ơi. Bán tặng cái số 2 tỷ rồi. Với đây, với đây, với đây. Chú ơi, chào chú.
Gì nhìn vậy chứ? Trời ơi, viết gì sao thấy? Có chữ nào đâu bà con? Trời, chú ơi, đồn này không viết cái gì đâu á. Mấy mùi rồi, mấy nhỏ. Bà này là chú ơi. Trời ơi, quá trời, hay rồi, coi không biết gì vậy. Câu này hay lắm nè. Vợ chồng á, mình mà không có câu này trong nhà là không hay đâu nha. Ai có vợ có chồng nên mua một miếng liễn thì treo đi. Đúng rồi chú ơi. Với đây, với đây, vợ với chồng nghĩa là tình sâu. Thương với nhau đây, đến lúc đây. Bắt đầu còn thương. Sao mình đã ế quá thôi. Ấy quá hay thôi. Giờ chào thầy nha. Mình đi nha thầy. Trời ơi thầy ơi. Kiếm ăn thầy ơi. Kiếm ăn nữa kìa con ơi. Kiếm ăn. Bao nhiêu vậy thầy? Dạ, muốn cho nhiêu cho làm phước là ngày Tết không à? 5.000 được không thầy? 10.000 đi còn tiền. Thì ngồi đây nữa con ơi. Rồi, cảm ơn con. Rồi. Thôi, bây giờ đây. Là chúng ta nhóm sắc màu của chúng mình đã để cho các bạn nghe câu chuyện đầu năm đến đây là đã tạm hết rồi. Thì bây giờ mình sẽ mời anh em ra. Nhóm sắc màu, xin đại diện nhóm sắc màu kính chúc cho giám đốc công ty Đức Thiện, giám đốc công ty Thượng Nguyên gia đình tràn đầy hạnh phúc, vạn sự như ý, và kính chúc cho quý khách mời kính mến cùng toàn thể anh chị em công nhân gia đình dồi dào sức khỏe, trẻ mãi không già, hòa công thành danh tội. Chúc mừng năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự cát tường. Chúc mừng vạn sự như ý. Chúc mừng năm mới. Đợi cách nào chúng em đến đây là kết thúc.